Người sở hữu 7 năng lực này mới mạnh mẽ thật sự, sống trọn từng phút giây, hạnh phúc đến mức ai cũng ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị và các bạn, người sở hữu nội tâm bình ổn như nước lặng, luôn cho chúng ta cảm giác an toàn. Thành công không tự nhiên có được, mà phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Để sống trọn từng phút giây, bạn phải mạnh mẽ và sở hữu những năng lực ưu tú. Cuộc đời sẽ không có ý nghĩa nếu con người không biết sống đúng cách, với tâm thái cởi mở, đón nhận thế giới. Nếu rèn luyện được 7 dạng năng lực sau đây, bạn sẽ trở thành người mạnh mẽ thực sự, tiến bộ từng ngày, sóng gió nào cũng vượt qua. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Biết tạo cảm giác thoải mái trong giao tiếp. Có một câu thế này, nếu bạn giao tiếp với một người rất vui vẻ, không hề phát sinh bất kỳ vấn đề nào, thì chưa chắc bạn đã gặp được tri kỷ. Nhưng có thể khẳng định rằng người này sở hữu EQ cao, có thể bù trừ những thứ bạn không có. Chơi với nó rất thoải mái, có thể nói là lời đánh giá tốt đẹp nhất dành cho đối phương. Người có thể khiến đối phương cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ, có thể chấp nhận hy sinh công sức của mình vì người khác. Địa vị và thực lực của họ càng cao, thì cảm giác chinh phục càng mạnh mẽ. 2. Lòng hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính là nền tảng của sự sáng tạo. Tò mò hay tính hiếu kỳ có nghĩa là bạn đang có một tư duy phát triển thay vì bảo thủ. Hầu hết những khám phá vĩ đại của nhân loại đều bắt đầu từ sự hiếu kỳ của một cá nhân. Cái gì cũng không hứng thú, không muốn tìm hiểu, thì bạn phải chấp nhận thế giới quan của mình cực kỳ nhỏ hẹp. Từ đó, càng sống càng mệt mỏi, không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Duy trì cảm giác tò mò, muốn khám phá với vạn vật, thế giới trước mắt bạn mới không ngừng được mở rộng. Cuộc sống cũng tràn đầy thú vị, nhiều sắc màu hơn. 3. Nói được làm được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra dù bốn ngựa khó đuổi. Vậy nên, lời đã nói ra rồi thì lấy lại sẽ không còn kịp nữa. Người quân tử cẩn thận với ngôn hành, không nói lời không nên nói, cũng không làm việc không nên làm. Thứ nhất là để tránh không bị người ta bắt thóp, gây ra chuyện thị phi. Thứ hai chính là tu dưỡng cá nhân của người quân tử. Người xưa có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tất nhiên, lựa lời ở đây không bảo bạn là phải ăn nói một cách khôn khéo, giả tạo, mà cần cân nhắc lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Đừng sát muối vào vết thương của người khác. Đừng dễ dàng hứa hẹn những việc mà mình không làm được. Nếu không, mọi người sẽ cảm thấy bạn là một người nói mà không làm được, và họ sẽ mất niềm tin vào bạn. Ngược lại, nếu bạn chỉ hứa những việc mà mình chắc chắn làm được, mọi người sẽ cảm thấy bạn là một người nói là làm và đặt niềm tin vào bạn. Dùng thiên lý, lương tâm yêu cầu chính bản thân thì là giảng đạo, còn áp đặt yêu cầu lên người khác thì chính là đang mạ lị người ta. Khi giao tiếp với mọi người, lời chúng ta nói ra chính là một cách tu hành thâm nhập thực tế. Những lời nói tốt đẹp chính là hành động thiện lành nhất. Vì thế người nói, người nghe hay người ngoài cuộc mà vô tâm khiêu khích, cũng sẽ tạo ra một sự ác ý tuần hoàn. Vì vậy, có thể nói tin đồn sẽ dừng ở người khôn ngoan. Quý vị thân mến, sự mạnh mẽ của một người không phải là bẩm sinh, mà là ý chí dám thay đổi, vứt bỏ tư tưởng than thân trách phận. Nói được làm được, đạo lý ai cũng biết, nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Điều này còn phụ thuộc vào năng lực, ý chí cùng nguyên tắc hành sự của mỗi người. Tuy nhiên, đã quyết định nói ra khỏi miệng thì phải nỗ lực hoàn thành. Đây chính là điều kiện tạo nên chữ tín và khẳng định năng lực của chúng ta. Có câu, người hạ đẳng dùng mồm nói chuyện, người trung đẳng dùng đầu nói chuyện, người thượng đẳng dùng tâm nói chuyện. Sự khác biệt giữa thẳng thắn và vô duyên luôn là đề tài tranh luận không hề cũ. Chắc hẳn bạn đã từng gặp qua những người như này. Con người tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn, cậu thông cảm. Tính tôi nói chuyện như tát vào mặt người ta vậy, tôi đánh người có hơi đau, cậu cố mà nhịn.
Giống như Nobu từng nói, nhiều khi khoe khoang mình nói chuyện thẳng thắn thực ra là không muốn tốn thời gian đi nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Thẳng thắn không phải tấm bia chắn làm tổn thương người khác. Độc mồm không phải là hài hước, không phải thẳng thắn mà là vô duyên, không được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Ben Jonson, nhà viết kịch, nhà thơ Anh từng nói, lời nói là thứ tốt nhất phơi bày một người. Miệng của một người cho thấy sự giáo dục của người đó. Một người có đạo đức trước giờ không nói ba lời sau đây. Thứ nhất, những lời khó nghe, tổn thương người khác. Có một câu nói như sau: một cái lưỡi dẻo quẹo cũng có thể chặt đứt gân cốt của một người. Lời nói đôi khi có sức sát thương còn lớn hơn cả bạo lực. Nhiều khi, những lời trông có vẻ như không có ý gì lại giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim người khác, cuối cùng dẫn tới những hậu quả không thể lường trước. Tổn thương da thịt rồi sẽ lành, tổn thương trái tim là tổn thương cả đời. Đôi khi một câu nói vô tư của bạn thôi cũng có thể khiến người khác vô cùng đau đớn. Đừng bao giờ mở mồm ra là chê bai người khác. Đừng động tới khuyết điểm hay nỗi đau của họ. Chẳng ai sống mà không có khuyết điểm. Không cần bạn phơi ra, họ tự biết. Còn muốn sửa hay không là quyền của họ, là cuộc đời của họ. Việc của bạn là đừng để cái miệng đáng yêu của bạn trở thành khuyết điểm lớn nhất của bạn. Sức ảnh hưởng của lời nói là vô cùng lớn. Nó không đơn giản chỉ là vấn đề của ngôn ngữ. Nhưng đáng tiếc, con người lại đang quá xem thường sức mạnh của lời nói. Người có đạo đức vừa mở miệng ra sẽ khiến người khác cảm giác như một luồng gió mùa xuân tươi mát. Người không có đạo đức khoảnh khắc mở miệng ra là đã khiến người khác ghét bỏ. Bởi lẽ miệng của một người chính là phong thủy của anh ta. Thứ hai, không nói lời tiêu cực khiến tâm trạng trùng xuống. Các nhà tâm lý học nói cảm xúc biết lây lan ở trong một môi trường nào đó lâu rồi, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ người đó. Hơn nữa còn rất khó nhận ra, trong vô thức bạn đã biến thành một người giống như đối phương. Đối mặt với việc thất tình, người tích cực sẽ nghĩ rằng trên thế giới này ai mà chưa gặp qua người đều cáng, coi như trải nghiệm cho biết thôi. Rời xa một người không xứng đáng đồng nghĩa với việc bạn không thỏa hiệp với thời gian, với thói quen, với sự sắp đặt của ông trời, là kịp thời dừng lại, là bắt đầu một cuộc sống mới, là sự hồi sinh cho một tình yêu khác viên mãn hơn. Còn những người tiêu cực, chỉ vì một chút đả kích trong chuyện tình cảm, sẽ ngay lập tức trùng xuống, chìm đắm trong nỗi đau đó, rồi oán than cuộc sống không công bằng, không còn muốn nỗ lực đi thay đổi cuộc sống. Nhiều khi, chúng ta sống không vui vẻ, đó là bởi bên cạnh chúng ta có những người như vậy. Ở cạnh những người này lâu rồi sẽ vô thức bị họ lây nhiễm. Đối mặt với cuộc sống theo đúng nghĩa gần mực thì đen. Tránh xa những người tiêu cực, bản thân cũng không nói những lời tiêu cực. Có như vậy thì mỗi ngày của bạn mới tràn ngập ánh nắng và sự rực rỡ. Thứ ba, không nói lời thị phi, không đáng tin. Ở cạnh một người suốt ngày thích đi nói xấu sau lưng người khác, cảm giác ra sao? Các cụ hay nói người thích nói lời thị phi không chỉ không đáng tin mà còn khiến người khác ghét bỏ, cuối cùng hại người hại cả mình. Hay nói lời thị phi, hay thích suy xét người khác là trò tiêu khiển hạ đẳng nhất. Một người thích nói xấu sau lưng người khác, chắc chắn bản thân cũng đã từng mắc lỗi, lại còn là lỗi giống y hệt. Một người thích đâm thọc, ly gián, công kích người khác, nội tâm chắc chắn cũng không trong sáng gì. Người thích nói lời thị phi ban đầu có thể rất đắc ý, nhưng lâu dần, sớm muộn gì báo ứng cũng tới gõ cửa nhà anh ta. Người hạ đẳng dùng mồm nói chuyện, người trung đẳng dùng đầu nói chuyện, người thượng đẳng dùng tâm nói chuyện. Người giỏi ăn nói là người luôn đặt đối phương vào trong tâm của mình. Nói chuyện có chừng mực, để ý tới cảm nhận của người khác, không đẩy đối phương vào thế bí. Lời nói của một người tiềm ẩn đạo đức và sự ấm áp của họ. Mong bạn là một người giỏi ăn nói ra những lời khiến người khác cảm động, đem lại cho họ sự dịu dàng và ấm áp. 4. Nội tâm bình tĩnh. Việc đầu tiên cần làm khi phát sinh vấn đề chính là giải quyết cảm xúc. Đây là tiền đề quyết định thực tiễn có được giải quyết ổn thỏa hay không. Đồng thời, không vội vàng đưa ra bất kỳ kết luận nào
khi mọi thứ chưa rõ ràng. Người mạnh mẽ càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh, cũng không phẫn nộ hay than vãn, mà chuyên tâm quan sát và phân tích vấn đề. Người sở hữu nội tâm bình ổn như nước lặng luôn cho chúng ta cảm giác an toàn, đáng để kết giao. Thưa quý vị, những người thích sống trầm lặng đa số đều có thực lực rất cao. Những người trầm lặng thường là người thích ít nói nghe nhiều, biết rõ giới hạn của mình ở đâu, cũng hiểu rõ bản thân cần nên làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Trong đám đông, người nào càng im lặng thường lại là người có thực lực rất cao, càng hiểu cách sống độc lập càng là người có bản lĩnh, người càng lợi hại càng biết sống khiêm tốn. Người trầm lặng biểu hiện bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ và phong phú, khiến người ta có cảm giác không dễ bắt nạt. Chỉ cần một ánh mắt của người đó cũng đủ khiến bạn nhận rõ họ không hề tầm thường chút nào. Người trầm lặng tuy không hay bàn luận, nhưng thực chất trong lòng họ đã có hàng ngàn lập luận để đánh bại những tiếng bàn tán ồn ào của đối phương. Nhìn qua có vẻ thờ ơ, nhưng thực tại họ đang tập trung quan sát tỉ mỉ vấn đề. Mọi người cho rằng họ không có chí cầu tiến, nhưng chẳng ai biết họ chỉ đang điệu thấp bản thân, tìm thời cơ mà hành động. Một khi họ tìm thấy cơ hội phù hợp với mình, họ nhất định sẽ tránh đi những tiếng ồn vô vị xung quanh, gia nhập vào vòng cơ hội mà hành động, khiêm tốn nhưng không hèn nhát, tự chủ mọi vấn đề. Theo sự gia tăng của tuổi tác, con người ta càng ngày càng trở nên thích sống trầm lặng hơn, nội tâm lắng động nhiều kinh nghiệm phong phú, tâm tính dần tĩnh lặng và muốn tìm đến cuộc sống bình yên, dần dần thoát ly sự bốc đồng thuở thiếu thời. Im lặng là phương thức tốt nhất khi sống độc lập. Trong yên tĩnh, ta có thể suy nghĩ, nhìn thấu vấn đề, khiến bản thân có thêm nhiều tự tin đối mặt với những vấn đề trong xã hội. Im lặng là thời gian tốt nhất để chúng ta tự giao tiếp với thế giới nội tâm của bản thân, tìm hiểu chính mình. Bởi vì chỉ khi chúng ta có thể hiểu rõ chính mình muốn gì và có gì, chúng ta mới có thể làm tốt mọi việc. Khi đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, đừng quá phấn khích mà quên đi những việc cần phải làm. Duy trì một góc nhỏ yên tĩnh cho tâm thức để chúng ta có thể giữ vững sự tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hành động. Quá đắc ý chỉ khiến tiểu nhân đố kỵ, sinh ra thêm một đối thủ không đáng có. Trong nghịch cảnh thì sao? Đó là nấm mồ của kẻ yếu, nhưng lại là nấc thang cho kẻ mạnh. Làm người trầm lặng, hãy cho bản thân thời gian cá nhân riêng để tiêu hóa vấn đề, không thụ động chờ việc qua, cũng không lười biếng hay suy sụp tinh thần. Cách giải quyết tốt nhất chính là bản thân hãy can đảm đối mặt với nó, tìm ra cách giải quyết triệt để nhất. Cuộc sống yên tĩnh và cô độc luôn là bước đường trưởng thành, khó tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Đừng vì những tham muốn sai trái mà đánh mất bản thân. Chỉ khi bạn ở một mình, cơ thể mới có thể thoải mái thư giãn, cảm nhận hạnh phúc và bình yên nơi tâm. Muốn hạnh phúc, khi sống đừng đòi hỏi quá nhiều. Trong cuộc sống hiện nay, có quá nhiều người vì để có cuộc sống sung túc mà bận rộn tối mặt từ rạng sáng đến giữa đêm, không có chút thời gian riêng tư nào cho bản thân yên tĩnh và suy ngẫm hay cảm thụ về thế giới này. Mà khi tâm một người không tịnh, dù cơ hội có đến đi nữa, cũng chỉ khiến họ cảm thấy sợ hãi và cô đơn bất tận. Loại yên tĩnh này không còn là khoảnh khắc đem lại niềm vui và an ổn cho tâm trí nữa, mà chỉ là những nỗi đau và sự trống rỗng. Trầm lặng chỉ có lợi khi trái tim bạn được an ổn, đôi mắt nhắm lại và thấy thế giới tươi đẹp của riêng mình, chứ không phải sầu muộn vì nhìn thấy một sấp hồ sơ dày cộm, bao nhiêu giấy tờ chưa xử lý, giấy báo tiền điện nước hay học phí cho con. Trầm lặng lúc này như khi bạn ngồi thiền định trong yoga, nó giúp bạn xóa tan đi áng mây mù trong cuộc sống, để tâm hồn bạn được du hành và thanh thản, để tương tác với trái tim và tìm hiểu suy nghĩ chân thực của lòng mình, để cuộc đời đi đúng hướng. Hãy gác lại những phiền muộn của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn bạn và trò chuyện với nó, để sống cuộc đời trầm lặng chất lượng cao. Một người có nội tâm càng yên tĩnh, càng có thực lực, làm việc gì cũng dễ thành công. Hơn nữa, nội tâm cũng rất kiên cường, không vì những lời phiến diện bên ngoài mà dễ dàng gục ngã. Nếu gặp sự cố lại còn hoang mang,
sẽ khiến vấn đề chỉ thêm tồi tệ hơn. Tập cách kiềm chế cảm xúc, hít thở sâu, bình tĩnh lại, dành vài phút để ở một mình, suy nghĩ về vấn đề. Nhất định kết quả bạn nhận được sẽ tốt hơn nhiều lúc ban đầu. Những người trầm lặng thường là người thích ít nói nghe nhiều, biết rõ giới hạn của mình ở đâu, cũng hiểu rõ bản thân cần nên làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Khi cơ thể được đồng nhất với tâm trí, trở nên yên tĩnh, dù chỉ trong chốc lát đi nữa, nó vẫn sẽ đem đến cho cơ thể bạn một loại sức mạnh quý giá, khiến bản thân nhìn rõ bản thân, cũng khiến bản thân nhìn rõ thế giới. Làm việc thoải mái, có tinh thần, đem lại năng suất cao cho công việc. Trong cuộc sống, bất kể bạn gặp khó khăn gì đi nữa, chỉ cần bạn biết cách bình tâm lại, mỗi vấn đề khó khăn đều được giải quyết từng cái một. Và bạn cũng có thể tìm ra cách tốt nhất để loại bỏ những cản trở xấu đó. Cuộc sống không hề dễ dàng chút nào. Nếu khi còn nhỏ cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, hãy cảm ơn cha mẹ bạn đã bao bọc bạn quá tốt. Còn bây giờ khi đã trưởng thành, hãy tập sống trầm lặng. Trên đường đời, khó khăn chỉ có thể quật ngã một người khi tâm họ rối loạn, không còn động lực và cố gắng. Chính vì thế, đừng để phiền não hủy hoại bản thân. Giữ tâm luôn bình tĩnh ở mọi lúc mọi nơi mới là điều đáng quý nhất. Càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất. 5. Dám bước ra khỏi vùng an toàn. So với việc đọc vài trang sách trước khi ngủ, dành thời gian tập thể dục, thì nằm trên giường lướt điện thoại, cuối tuần ngủ nướng ở nhà, rảnh rỗi chơi vài ván game, lại đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều. Mà chuyện càng đơn giản, thoải mái thì càng dễ khiến con người lạc lối trong vùng an toàn, từ đó chìm sâu vào sự lười biếng, thậm chí là sợ xông pha và trải nghiệm cái mới. Ngược lại, người mạnh mẽ đều dành thời gian để hoàn thiện bản thân, bù đắp khuyết điểm, làm giàu tri thức. Mặc dù bắt đầu khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua thì khí chất, nội hàm, kiến thức đều được thăng cấp lên tầm cao mới. Nhờ vậy, bạn mới có thêm nhiều cơ hội để làm giàu, tìm kiếm chân lý cuộc đời. Không dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn đang khiến cuộc sống của chính mình lụi tàn dần. Lựa chọn sự thoải mái, ổn định là chấp nhận cảnh đời tầm thường, muôn đời không có cơ hội thành công. Lựa chọn an phận trong vùng an toàn đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận dậm chân tại chỗ, hài lòng với cuộc sống trì trệ và mãi mãi không bao giờ phát triển. Có một câu chuyện kể về vùng đất của những chú chim được sinh ra với sải cánh rộng lớn, nhưng chưa bao giờ cất cánh bay lên khỏi mặt đất. Vì vùng đất thật trù phú, nên chúng chỉ cần kiếm ăn ngay trên cạn, và đôi cánh khi ấy chỉ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và nặng nhọc. Không ai chỉ cho chúng cách bay, hay khiến chúng nhận ra đôi cánh chính là thứ sẽ giúp chúng bay cao hơn, đi xa hơn với tầm nhìn rộng lớn hơn. Rồi một ngày, thảm họa ập đến với kích thước và sự khệnh khạng to lớn của đôi cánh. Định mệnh của chúng có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Trong đàn, khi ấy, có một con chim mạnh mẽ dang rộng đôi cánh bổ nhào, vươn mình ra từ vách đá treo leo. Sức gió nâng dần đôi cánh rộng lớn, kéo nó lên cách xa khỏi mặt đất và dòng lũ, vươn lên đến bầu trời. Từ đó, những con chim khác học theo để tìm cách thoát khỏi tai họa đang đến. Dần dần theo thời gian, chỉ còn một số ít loài chim không biết bay, số còn lại đều có thể bay lượn thành thạo trên bầu trời. Vùng an toàn là nơi ta cảm thấy an tâm và yên ổn bởi sự ổn định của những thứ đã sẵn có. Vậy vì sao chúng ta không nên ở quá lâu trong vùng an toàn? Bởi chỉ khi bước ra khỏi đó, ta mới có cơ hội để khám phá những tiềm năng vốn có của mình, từ đó tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn trong cuộc sống. Vì sao vùng an toàn khiến cuộc sống của bạn lụi tàn dần? Bởi vùng an toàn kìm hãm sự phát triển. Sống cũng giống như khi ta đi xe đạp vậy, hoặc là đạp xe liên tục để tiến về phía trước, hoặc xe sẽ bị đổ khi dừng lại. Nguyên liệu cơ bản mang đến niềm hạnh phúc là việc tìm kiếm sự phát triển trong cuộc sống. Son Ơ Cho, nhà tâm lý học và tác giả cuốn sách Lợi ích của hạnh phúc, đã định nghĩa hạnh phúc là niềm vui bạn cảm thấy khi khám phá và sử dụng các tiềm năng của bản thân. Phát triển luôn cần có quá trình,
quá trình xảy ra luôn cần có hành động cụ thể, và hành động đó chính là bước ra khỏi chính con người hiện tại của bạn. Bạn càng ở trong vùng an toàn lâu, bạn càng có ít cơ hội để phát triển. Bạn có thể lên cho mình rất nhiều kế hoạch, song lại không có những hành động hay việc làm cụ thể. Trưởng thành là khi ta trở thành phiên bản tốt hơn ta của hiện tại. Và cách duy nhất để bạn trở thành phiên bản ấy là trải nghiệm những điều nằm ngoài tầm hiểu biết và cuộc sống trước đây của mình. Và điều này đòi hỏi bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Quý vị thân mến, vùng an toàn tước đi cơ hội thực hiện những điều mới. Rất nhiều bạn trẻ muốn làm giàu, nhưng bằng cách nào thì không phải nhiều người biết. Khi còn trẻ, chúng ta dễ bị choáng ngợp bởi những điều hào nhoáng mà bỏ qua những giá trị đáng trân trọng. Chỉ một vài người đủ may mắn để nhận ra niềm đam mê thực sự của mình khi còn trẻ và sau đó dành cả đời để cống hiến cho nó. Tuy nhiên, nếu bạn giống tôi, bạn sẽ mất 20 đến 30 năm cuộc đời mình chỉ để trải nghiệm và có được một vài ý niệm về việc rồi cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Đối với đa phần mọi người, chúng ta sẽ cần thời gian để tìm ra niềm yêu thích và đam mê của chính mình. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên. Song để quá trình ấy xảy ra, bạn cần luôn trong tư thế sẵn sàng cho những thay đổi mới mẻ để hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống. Song khi ở trong vùng an toàn, bạn sẽ hiếm khi có được những thử thách để mở rộng thế giới quan của mình. Điều này khiến quá trình trưởng thành của bạn bị ngừng trệ và ngăn trở bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vùng an toàn khiến bạn trở thành một kẻ an phận. Khi bạn lựa chọn ở lại trong vùng an toàn cho tới độ tuổi trung niên, bạn có thể sẽ trở nên trì trệ và thiếu thích ứng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại. Cuộc sống vẫn và sẽ luôn thay đổi, dù bạn có thay đổi theo nó hay không. Đó là một thực tế không thể chối từ. Vì vậy, khi còn trẻ và thế giới ngoài kia còn rộng mở, hãy can đảm cất bước đi. Đừng sống như những kẻ an phận, chấp nhận sự áp đặt của một hệ thống quy tắc cứng nhắc và thiếu nhân văn. Bởi sự an toàn mà bạn vẫn nghĩ là chắc chắn, thực ra chỉ là một trái bong bóng, có thể vỡ bất kể lúc nào. Luther King từng nói, bạn đang ở tuổi 38, như tôi hiện tại, và một ngày, những cơ hội tuyệt vời bất ngờ gõ cửa cuộc sống và kêu gọi bạn hãy đứng lên để bảo vệ những điều chính nghĩa, bảo vệ niềm hạnh phúc, nhân văn trong cuộc sống của con người. Và vì sợ hãi, bạn đã ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như vậy thì, bạn sẽ có cơ hội để tiếp tục sống cho tới 90 tuổi, nhưng thực ra tâm hồn bạn đã chết ở tuổi 38, trong thân xác của một ông lão 90 tuổi. Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi vùng an toàn? Tạo một danh sách những việc bạn đang trì hoãn, tự viết một danh sách những dự định mà bạn đã trì hoãn cho đến bây giờ, ví dụ như học ngoại ngữ, đi khám sức khỏe định kỳ, đi tập yoga, chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể liệt kê bất cứ điều gì bạn đã bị trì hoãn trong vài tuần trở lên, dù là việc nhỏ đến đâu. Thực hiện một hoặc nhiều các mục nhỏ nhất trong danh sách của bạn. Nếu bạn là người sợ nói chuyện hay sợ thể hiện cảm xúc, trước tiên, hãy chọn một trong những nhiệm vụ nhỏ nhất trong danh sách trì hoãn của bạn và thực hiện điều đó ngay lập tức. Nó có thể là một việc vô cùng đơn giản như quét dọn nhà cửa, đặt giờ dậy sớm vào buổi sáng. Bất cứ việc gì bạn đã dùng đủ lý do để không làm trong một thời gian dài, đó một dấu hiệu cho thấy nó nằm ngoài vùng an toàn. Tiếp tục thực hiện các bước bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và từng bước thoát khỏi ngoài vùng an toàn, bạn sẽ có được năng lượng và sự tự tin cần thiết để tiến một bước lớn hơn. Khi bạn đã hoàn thành một việc, hãy chọn một mục khác trong danh sách để thực hiện. Làm điều này cho đến khi bạn cảm thấy đủ tự tin để cuối cùng có thể nói chuyện thoải mái với người khác hoặc bất cứ điều gì dành cho bạn. 6. Tự tin, không tự ti mà cũng không kiêu ngạo. Không cung kính quá mức hay khách sáo quá độ với người khác. Không tự ti mà cũng không kiêu ngạo chính là trạng thái sống tốt nhất của con người. Người càng tự ti thì càng dễ bị ức hiếp. Nếu bạn quyết định bắt đầu thay đổi thì đừng do dự. Hãy khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Cố gắng tìm thấy điểm mạnh để từ đó phát triển, trở thành điều bản thân tự hào.
Sau đây là 3 bí quyết để trở thành người tự tin nhưng không kiêu ngạo. Ai cũng muốn trở nên tự tin hơn, nhưng hãy cẩn thận, đừng để sự tự tin ấy biến thành kiêu ngạo. Ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo tưởng như rất nhỏ, nhưng thực tế có khoảng cách rất lớn. Thứ nhất, bạn không cần phải giả vờ tự tin. Hãy cứ giả vờ cho đến khi trở thành sự thật là một phương châm sống được nhiều người theo đuổi, nhưng không hẳn là phù hợp trong trường hợp này. Ví dụ, người đang cố gắng tỏ ra tự tin có thể bị hiểu lầm là đang cư xử kiêu ngạo vì họ không hiểu được tự tin thực sự là gì hoặc nó có ý nghĩa gì với họ. Họ sẽ ngắt lời người khác trong cuộc họp vì cho rằng đó là điều mà người tự tin làm. Họ sẽ nói ra ý kiến của mình mà không suy nghĩ về tác động và hậu quả, vì họ cho rằng người tự tin sẽ luôn được lắng nghe. Giả vờ tự tin cho thấy bạn đang cố gắng sống theo một đống khái niệm nửa vời về sự tự tin, trong khi bản thân không thực sự hiểu tự tin là thế nào. Bạn không cần phải giả vờ tự tin vì bạn vốn có điều đó. Khi bạn ở trạng thái tốt nhất, khi bạn cảm thấy mọi thứ đang suôn sẻ nhất. Thứ hai, bạn không cần trở thành người giỏi nhất. Ý nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt hơn, năng suất hơn, ít mắc sai lầm hơn người khác sẽ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, tự nâng mình lên thành người có hiệu quả và thành tích không ai sánh bằng. Tuy nhiên, vấn đề là có thể bạn giỏi nhưng bạn không thể giỏi đến mức đó. Và quan trọng là bạn cần thừa nhận một điều rằng có những người khác giỏi hơn bạn rất nhiều. Sẽ luôn có người giàu kinh nghiệm hơn bạn hoặc tài năng bẩm sinh hơn bạn, nhưng điều đó sẽ không làm giảm kinh nghiệm, tài năng và giá trị của bạn. Những người tự tin luôn sẵn sàng nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác và biết rằng đó không phải là sự phán xét đối với họ. Thứ ba, bạn không cần phải che giấu. Nhiều người sợ hãi khi bị nhìn thấu, do đó chúng ta sẽ xây dựng những bức tường để che giấu bản thân nhằm tránh bị tổn thương và bảo vệ bản thân. Những kẻ kiêu ngạo sẽ trang trí cho những bức tường đó và khoác lác với người khác rằng đó chính là con người thật của họ. Họ thích che mắt mọi người hơn là thừa nhận khuyết điểm của mình. Họ bịa chuyện và đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của họ. Họ luôn né tránh trách nhiệm và chỉ ôm vinh quang về mình. Sự khoe khoang, khoác lác này đơn giản là họ đang núp sau một bức tường giả tạo vì sợ rằng chúng sẽ thực sự bị nhìn thấy. Do đó, đôi khi những người kiêu ngạo thực chất lại là người tự ti nhất. Còn những người tự tin là người có thể chấp nhận bị tổn thương. Họ đủ lòng tin vào bản thân để bỏ một vài viên gạch khỏi bức tường chắn đó và biết rằng họ vẫn sẽ ổn khi cho người khác thấy con người thật của mình. Kiêu ngạo và tự tin là hai thế giới khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận thức được sự khác biệt này. 7. Ung dung. Có câu, được mất tùy duyên mới có thể sống ung dung, tự tại. Sự tuần hoàn của vạn vật trên thế giới này đều là có quy luật. Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều sự việc vốn như thế nào thì sẽ là như thế ấy, không bị ràng buộc và thay đổi theo mục đích của con người. Giống như hoa sẽ không bởi vì con người thích mà luôn luôn nở, ánh trăng cũng không bởi vì con người bất mãn mà luôn vắng bóng. Bởi vậy cổ ngữ có câu, tùy duyên nhi hỷ, tùy ngộ nhi an, tùy duyên mà vui, tùy ngộ mà an. Vạn vật đều có quy luật của riêng nó. Con người sống đừng nên quá truy cầu cảnh vật bên ngoài, mà phải chú trọng đến nội tâm bên trong của bản thân mình. Một người nếu có thể tùy duyên mà đối đãi với hết thảy, thì mọi cảnh vật bên ngoài đều trở nên tuyệt hảo. Tùy duyên là cách nhanh nhất giúp chúng ta thoát khỏi phiền não. Nhân sinh bởi vì quá để ý cho nên thống khổ, bởi vì hoài nghi cho nên bị thương tổn, bởi vì xem nhẹ cho nên khoái hoạt, bởi vì xem nhạt cho nên hạnh phúc. Tận sức tuân theo thiên mệnh, đối với những sự tình không thể khống chế được thì nên để tùy duyên. Đây là thái độ của trí giả. Tùy duyên không phải tùy tiện, tùy ý, không phải đối với sự tình nào cũng cúi đầu chịu đựng. Tùy duyên cũng không phải buông tha, mà chính là thái độ thản nhiên sau những cố gắng trong khả năng của mình. Tùy duyên cũng không phải thái độ tiêu cực, mà là sự thông suốt sau khi đã trải nghiệm và vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng, bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử giã,
không biết mệnh thì không có cách nào làm người quân tử. Hay cũng nói, quý thiên mệnh, người quân tử kính sợ thiên mệnh. Người biết mệnh hiểu rõ điều gì có thể có được, điều gì không thể. Khổng Tử còn nói rằng, giàu sang phú quý không phải là thứ cầu mà có thể có được, cho nên ông không cầu phú quý. Đại thần nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên cũng nói, đời người có những việc có thể làm, và có những việc không thể làm. Đối với những việc có thể làm, hãy tận sức mà làm. Đây gọi là tận tính. Đối với những việc không thể làm, thì hãy tận tâm thuận theo. Đây gọi là biết mệnh. Câu nói này cũng mang ý tứ là biết mệnh và tùy duyên. Tận tính chính là chỉ việc một người cần tận tâm tận sức, làm tốt việc mình có thể làm, thấy việc nhân đức thì không bỏ qua, không lười biếng, càng không thể từ chối trách nhiệm của bản thân. Biết mệnh còn bao hàm ý nghĩa là biết buông bỏ. Chính là đối với những thứ dù có cố gắng đến mấy cũng không đạt được, thì cần phải có cái nhìn thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn. Mỗi người đừng nên mù quáng chấp nhất vào được mất mà tạo ra cho bản thân sự thống khổ và thù hận. Hiểu được đạo lý này thì làm người làm việc đều không quá truy cầu sự hoàn mỹ, đều thuận theo tự nhiên. Cũng bởi vì tùy duyên nên có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không bị những chấp nhất vào tham vọng được mất mà có thể sống yên vui. Có một câu chuyện kể về tùy duyên như sau. Một vị thiền sư dẫn hai đệ tử đi xuống núi. Trên đường đi, thiền sư chỉ tay vào một cái cây khô trong rừng và hỏi, các con nói xem, cái cây này khô héo mới tốt hay là xanh tươi mới tốt? Một vị đệ tử không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời, đương nhiên là xanh tươi mới tốt ạ. Thiền sư lắc đầu, nói, hết thảy phồn thịnh cuối cùng rồi cũng biến mất. Vị đệ tử thứ hai lại nói, vậy thì khô héo mới là tốt. Không ngờ, thiền sư Duy Nghiễm nghe xong vẫn lắc đầu. Ông nói, khô héo thì cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Vừa hay lúc này, có một vị tiểu hòa thượng đi qua nơi ba thầy trò họ đang đứng. Thiền sư liền đem câu hỏi ấy để khảo nghiệm vị tiểu hòa thượng này. Tiểu hòa thượng liền trả lời, khô héo thì để nó khô héo, mà tươi tốt thì nên để nó tươi tốt. Thiền sư khen ngợi, tiểu hòa thượng nói đúng lắm. Bất kể sự tình gì trên thế giới này, đều nên là để cho nó tự nhiên, đừng chấp nhất, cố chấp. Đây mới là thái độ của tu hành. Quả thực là như vậy, con người sống nên là vui khổ tùy duyên, được mất tùy duyên mới có thể ung dung tự tại. Trong cuộc đời của ai cũng vậy, có rất nhiều nhân tố mà con người không thể khống chế được, không vì ý chí của con người mà thay đổi. Chi bằng hãy tùy duyên mà sống, tùy duyên mà hỷ, luôn bằng lòng với hết thảy nhân duyên trong cuộc đời. Chúng ta bất quá cũng đều là người khách qua đường của trời đất, hết thảy nên tùy duyên mà sống. Bạn bè đều có người yêu hết rồi, mình có nên tìm đối tượng không nhỉ? Ai cũng đang lướt điện thoại, vậy mình cũng phải thả lòng một chút. Mỗi người đều có quỹ đạo riêng. Bạn mù quáng đi theo dấu chân của người khác thì cuối cùng sẽ chật khỏi nhịp sống của mình. Vậy nên, đừng để thế giới ngoài kia ảnh hưởng đến bản thân, đánh mất chính mình. Cố gắng tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân, bạn sẽ trở thành người mạnh mẽ có chủ kiến, sở hữu sức hấp dẫn không thể chối từ. Quý vị thân mến, sau đây là 6 quy tắc theo triết lý nhà Phật để sống ung dung tự tại, thành công tự tới. 6 quy tắc được tổng kết lại có thể soi sáng cho những ai còn đang băn khoăn trước các ngã rẽ và chông gai mà họ phải đối mặt trong cuộc sống. Cuộc sống thì quá dài, nhưng cuộc đời mỗi người thì lại quá ngắn. Nhiều khi ta cảm giác như mới chớp mắt mà cả cuộc đời đã trôi qua. Nhìn lại vẫn thấy bản thân chưa làm được gì nhiều, lại cũng đã làm không ít những việc khiến bản thân phải hối tiếc. Cũng lắm việc muốn được làm lại, với tâm niệm sẽ làm tốt hơn nữa. Thế nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, những ngày trước mắt biết còn bao nhiêu. Ai dám chắc mình sẽ sống đủ lâu như mình muốn? Vì vậy, ngay khi bạn nghe được những dòng này, đó đã là một cái duyên. Đã là duyên thì đừng bỏ lỡ, hãy nắm bắt ngay những quy tắc vàng này để tự tạo được cho mình một cuộc sống vui, ý nghĩa và thành công đúng nghĩa. Thứ nhất, luôn giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ. Đây là quy tắc được ghi trong cuốn kinh Sutta Nipata. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn được khen ngợi, tuyên dương,
cũng có lúc bị chỉ trích, mắng mỏ. Nhưng dù thế nào cũng đừng để những điều này quá ảnh hưởng đến tinh thần bạn. Hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh và cân bằng. Khi được khen thì không kiêu ngạo, tự phụ. Lúc bị chê cũng không buồn bã, tức giận. Đó đều chỉ là những trải nghiệm giúp bạn học hỏi và trưởng thành. Không có gì ghê gớm. Thứ hai, quá nóng, quá lạnh, quá muộn chỉ là cái cớ để những kẻ lười biếng trốn tránh công việc. Trong cuộc sống, nếu có những người chăm chỉ, nhiệt huyết, luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống, thì cũng có những người chỉ biết dành thời gian để nghĩ ra cái cớ thoái thác, làm sao để được nhàn thân nhất. Họ là những người sẽ không bao giờ có thể chạm tới thành công thực sự. Nên nhớ, muốn những cơ hội tốt nhất không tuột khỏi tay, bạn chỉ có một cách là cố gắng hết sức và tự tạo ra động lực cho mình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Thứ ba, con người tồn tại không thể thiếu một công việc. Nhưng nếu chỉ biết hết mình vì công việc mà không nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo sức lao động và để hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ tự tước đi niềm vui và ý nghĩa của chính công việc đó. Câu nói này được trích từ Dhammavadaka, một bài thơ nổi tiếng do nhà sư người Úc Bang Dhammika viết vào năm 1986. Nó là một lời nhắc nhở con người phải biết yêu lấy bản thân mình và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Ngày nay, giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nhiều người chỉ biết lao vào công việc để tự khẳng định mình. Để rồi đến một lúc nào đó, khi bệnh tật kéo đến, họ nhận ra sai lầm thì đã muộn. Mới đây, cái chết của một kỹ sư 36 tuổi, làm việc cho một tập đoàn viễn thông nổi tiếng trên thế giới, sau khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 22 tháng, đã là một lời cảnh báo cho nhiều người. Tiếc thay, không phải ai cũng dám thay đổi và dừng lại đúng lúc. Thứ tư, đừng bám vào quá khứ, đừng mơ tới tương lai. Hãy tập trung tâm trí và sức lực cho hiện tại. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Nó có thể giúp bạn dồn sức và hoàn thành những công việc hiện tại một cách hiệu quả nhất. Sẽ có những ngày ta không tránh khỏi việc nhớ lại những ngày huy hoàng của quá khứ hay mộng tưởng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, đừng để những ảo vọng này kéo dài. Quá khứ hay tương lai đều là những điều đẹp đẽ, nhưng không có thật. Chi bằng tập trung cho hiện tại. Không nuối tiếc, không hy vọng viển vông, chính là cách xây dựng tương lai tốt đẹp một cách thực tế. Thứ năm, ta chỉ có thể mất thứ mà mình sợ mất. Đây là một lời nhắc nhẹ nhàng cho những người hay có tâm lý lo lắng và sợ hãi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi nhất định trong đời. Có thể là sợ mất những thứ hữu hình như tiền bạc, của cải, hoặc những thứ vô hình như tình cảm của người mà ta thương yêu hay danh tiếng của bản thân. Nhưng thực ra, được mất trên đời cũng chỉ là vô thường. Hạt cát càng nắm chặt càng dễ rời bỏ lòng bàn tay của ta mà rơi xuống. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy mọi thứ trên đời cũng chỉ là phù du. Mỗi ngày được đón mặt trời mọc, được tiễn mặt trời lặn đã là một điều hạnh phúc lớn nhất. Bạn nên nhớ rằng hiện tại là một dòng chảy và những thứ mà bạn phải đối mặt luôn biến đổi không ngừng. Hãy xuôi theo dòng chảy, bình tĩnh đón nhận những thay đổi quanh bạn và chấp nhận chúng như một điều tất yếu. Có như vậy, bạn sẽ không bao giờ bị chúng nhấn chìm. Thứ sáu, một chiếc bình đầy nước là do được tích tụ từng giọt, từng giọt. Ta thường vẽ ra những kế hoạch vĩ mô để đạt được giấc mơ hoành tráng. Tuy nhiên, đồng thời ta cần phải nhớ rằng tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài, chuyện to lớn gì trên đời cũng được tạo thành từ những điều rất nhỏ. Đừng thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng họ đạt được sau một đêm. Thực ra bạn chỉ nhìn thấy kết quả mà chưa thấy những nỗ lực của họ trong một thời gian dài. Đừng tiếc những công sức bạn bỏ ra hôm nay, vì chắc chắn ngày sau nó sẽ đem lại những trái ngọt cho bạn. 7. Công việc của chúng ta là khám phá thế giới, và hãy làm điều đó bằng cả trái tim mình. Chúng ta ai cũng làm việc vì điều gì? Hẳn là nhiều người sẽ trả lời để kiếm sống. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Nếu bạn chỉ làm việc để có tiền lo cho cuộc sống, điều đó giống như mình chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong bức tranh.
hãy nhìn rộng ra một chút để thấy rằng công việc cũng là một cách để ta khám phá thế giới, tăng thêm trải nghiệm của bản thân. Vì thế, hãy làm điều đó bằng cả trái tim. Hãy làm việc với tinh thần vô tư, thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của bản thân. Và một ngày nào đó, thành công sẽ tự tìm đến với bạn vào lúc không ngờ nhất. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là phần chia sẻ. Nếu ai hiểu rõ bốn điều dưới đây, thì cuộc đời sẽ bớt quanh co, không tự làm khổ mình và còn rất được lòng mọi người. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, đa số những phiền não của con người đều đến từ các mối quan hệ xã hội. Con người sống trên đời không thể không có bạn bè. Dùng tiền để kết bạn, hết tiền thì nghĩa cũng chẳng còn. Dùng lợi ích để kết bạn, không còn giá trị thì bạn bè cũng đi. Dùng tình cảm để kết bạn, tình nhạt thì nghĩa cũng phai. Chỉ có dùng chân tâm để kết bạn, chặng đường đồng hành mới bền lâu. Đối nhân xử thế trong các mối quan hệ, hãy khắc cốt ghi tâm bốn điều không cần thiết này, cuộc sống mới dễ dàng hơn, không rước muộn phiền vào người. 1. Ghét một người, không cần thiết phải lật mặt. Cách hợp tình hợp lý nhất khi chúng ta ghét một người là tránh càng xa càng tốt, cố gắng hạn chế tiếp xúc, chứ không phải tiếp tục qua lại trong hậm hực, bày trò mưu hèn kế bẩn lẫn nhau. Trên bước đường đời, chúng ta luôn không ngừng gặp đủ kiểu người. Khi đã trải qua quá nhiều, sẽ không còn kiểu cứ hễ cãi nhau thì đòi kết thúc quan hệ, thay vào đó lại là dần rời xa trong im lặng. Đời người quá ngắn ngủi, không nhất thiết phải tranh chấp hơn thua với người không đáng. Bất kể trong cuộc sống hay công việc, bạn đều gặp người khiến bạn chán ghét. Đầu tiên nên học cách tránh né và nhường nhịn. Sự khoan dung của bạn chí ít cũng có thể duy trì được thể diện đôi bên và sự hòa bình. Nhưng một khi đã lật mặt hận thù trả đũa thì đương nhiên tình cảm không còn, quan hệ cũng đứt gánh. Trên thực tế, phá hủy mối quan hệ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho cả bản thân và đối phương. Người thông minh sẽ không để quá nhiều người tiến vào thế giới của mình, cũng không tiếp xúc với người mà bản thân ghét bỏ. Chỉ như vậy mới không rước về bực dọc, mệt mỏi cùng hối hận. Ghét ai đó không nhất thiết phải tỏ ra mặt. Áp dụng bốn đạo lý sau đây của người khôn ngoan để sống bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cảm giác ghét bỏ hậm hực trong lòng chỉ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của bản thân bạn mà thôi. Trong quan hệ giữa người với người, sẽ có trường hợp chúng ta không thể giao tiếp với một số người vì khác biệt tính cách, tư tưởng và quan niệm nhân sinh, thậm chí còn nảy sinh cảm giác ghét cay ghét đắng đối với họ. Vậy gặp phải người mà bạn không thích thì phải làm gì? Thật ra, ghét một người không cần phải trở mặt hay tỏ thái độ rõ ràng. Cảm giác ghét bỏ hậm hực trong lòng chỉ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của bản thân bạn mà thôi. Hãy nhớ kỹ bốn câu sau đây để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Thứ nhất, biết rõ không nói, nhìn thấu không chỉ. Một người hành xử khôn khéo sẽ không quá khắc nghiệt với người khác. Họ không nói thẳng khuyết điểm của ai đó trước mặt nhiều người. Có thể bao dung thì cứ bao dung, rộng lượng một chút, mai sau gặp lại mới có thể vui vẻ, thoải mái được. Đối với người không cùng quan điểm thì phải học được cách lắng nghe và chấp nhận, hòa nhập nhưng không hòa tan. Đối với người không cùng cấp bậc tri thức thì không cần phải lãng phí thời gian và sức lực để tranh cãi, cứ mặc cho họ muốn nói gì thì nói. Trong một vài trường hợp giao tiếp hàng ngày, bạn có thể nói những điều người ta thích nghe. Điều này giúp ta trở thành người dễ hòa đồng và người nghe cũng cảm thấy thích thú hơn. Đối với những chuyện không quan trọng, bạn đừng nên cố gắng lý luận hay so đo tính toán quá nhiều. Mặc kệ được thì cứ mặc kệ, chúng ta không xét nét thì người khác cũng không ngại ngùng hay xấu hổ. Thứ hai, quan điểm sống khác biệt thì đừng cố dung hợp. Một khi quan niệm sống đã khác nhau thì bạn cũng không cần miễn cưỡng kết bạn. Trên thực tế, điều khiến chúng ta cảm thấy chán nản nhất là phải nói chuyện với một người không có chung suy nghĩ. Những tâm hồn đồng điệu sẽ thu hút lẫn nhau và những người không cùng quan điểm sẽ nhanh chóng bị thời gian loại bỏ khỏi cuộc đời. Hai người hiểu nhau, bạn không cần giải thích quá nhiều cũng đủ giải quyết vấn đề. Người đã không hiểu thì có giải thích ra sao cũng đều là vô ích. Mỗi người có quan niệm sống, tính cách,
tư duy và cách suy xét một vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vậy nên bạn đừng cố gắng thay đổi người khác, cũng đừng bắt người khác phải hành động hay suy nghĩ theo ý mình. Làm tốt chuyện nên làm, nghe không hiểu, nhìn không thấu, thì cũng đừng tốn sức đi suy đoán. Đời người ngắn ngủi, thật sự là không cần phải lãng phí thời gian với những người không liên quan. Ta chọn khiêm nhường không phải vì ta chịu thua. Ta chọn bao dung cũng không phải vì ta hèn nhát, mà vì ta là người sống có phép tắc và giáo dục. Ghét nhưng không tỏ thái độ là vì ta hiểu được đạo lý. Làm người mà cứ mãi tranh đua thiệt hơn thì chỉ có kết cục thất bại mà thôi. Thứ ba, có thể đáp trả đúng người, đúng thời điểm. Đối với người không có quan hệ lợi ích với bạn nhưng lại cố tình gây sự, làm tổn thương đến bạn hoặc những người bạn quan tâm thì nên đáp trả thật mạnh. Bởi sống lương thiện, bao dung, nhường nhịn, lùi bước không có nghĩa bạn là kẻ mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Có một số người thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, lúc nào cũng muốn chỉ tay năm ngón, tỏ vẻ bề trên. Đối với người như vậy, chúng ta có thể đáp trả một cách trực tiếp. Bạn càng xuôi theo thì họ càng được nước lấn tới. Nhưng nếu bạn và mặt đúng thời điểm, thì sẽ khiến họ biết đâu là điểm dừng. Đối với những người xúc phạm đến mình, bạn cần phải học được cách mỉm cười đáp trả. Và sự phản hồi một cách thông minh sẽ khiến đối phương biết được đâu là giới hạn. Như vậy thì lần sau họ sẽ không dám chạm vào đó nữa. Thứ tư, chọn cách ngó lơ và tránh xa. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người có nhiều tính cách khác nhau, và không phải ai chúng ta cũng có thể làm bạn được. Lúc này, hãy nhớ rằng im lặng là vàng. Cảm thấy không thể giao tiếp được với nhau thì hãy tránh xa càng sớm càng tốt. 2. Bỏ lỡ một người, không dằn vặt chấp mê chấp muội. Có câu, ánh nắng của ngày hôm qua không thể hong khô được quần áo của ngày hôm nay. Khi bỏ lỡ một người, bạn đương nhiên nhung nhớ, nhưng không cần thiết phải nhớ nhung cả đời. Người đi cũng đã đi rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Bạn nên nhớ rằng bạn còn ngày mai tươi sáng đang đón chờ, cũng có người đang đợi bạn ở phía trước. Cho dù từng yêu thích một người đến mức nào, cũng không nên vì họ mà bỏ rơi hạnh phúc và sự vui vẻ của mình. Trên thế giới này, không có người nào thật sự đồng cảm hết tất cả những nỗi đau mà bạn phải gánh chịu. Bởi lẽ đây không phải là chuyện của họ. Người khác có thể đồng cảm, sẽ an ủi và sẻ chia, nhưng vĩnh viễn không thể thấu hiểu ngọn ngành những gì bạn trải qua. Đừng vì bỏ lỡ thứ gì đó mà tiếc nuối, hối hận quá cực đoan. Ai cũng phải bỏ lỡ, người người đều bỏ lỡ. Thứ thật sự thuộc về bạn thì vĩnh viễn không bỏ bạn mà đi. 3. Nhìn thấu một người, không nhất thiết phải vạch trần. Đỉnh cao ứng xử của kẻ trí tuệ, nhìn thấu không nói, biết người không bình, hiểu lý không tranh. Mối quan hệ giữa con người đòi hỏi phải có sự tôn trọng qua lại. Đây chính là nguyên tắc trao đổi giá trị. Nhìn thấu một người, đừng nói ra một cách trần trụi, họa từ miệng mà ra. Các mối quan hệ thường bị phá hủy vì nói lời tổn thương với nhau. Nói lời ác ý, tổn thương đến người khác, bản thân cũng khó lòng sống tốt. Biết được đối phương là người thế nào, nếu không hợp với mình thì từ từ tránh xa. Không nên vạch trần họ trước mặt người khác. Đừng tưởng việc này là chuyện để bạn tự hào. Hãy đặt vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Khiến đối phương ê chề thì bạn cũng trở thành kẻ ác, không hơn không kém. Nhìn thấu mà không nói là cách hành xử thông minh, vừa giúp giữ thể diện cho người khác, vừa khiến con người bạn càng trở nên tỏa sáng, ánh sáng từ nhân phẩm cao cả. Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy chưa? Biết người khác có chuyện buồn, lại lấy nó ra làm chủ đề bàn tán với người khác. Thích dùng nhược điểm của người khác để làm phong phú chính mình. Nếu chúng ta gặp những người như vậy, nhất định phải tránh xa. Làm người, nên học cách im lặng đúng lúc, đối xử với mọi người phải có chừng mực. Nhìn thấu mà không nói là một loại lương thiện. Tôi đã từng nghe một câu chuyện. Đứa trẻ nọ cần tiền để đóng phí tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng gia đình không còn tiền. Vì thế, mẹ của cậu bé đã lấy hết can đảm đến nhà một người bạn, muốn vay chút tiền. Nhưng khi đến nhà bạn, cô ấy lại xấu hổ không mở miệng hỏi mượn được,
nên đành phải chán nản bỏ về nhà. Buổi tối, người bạn kia lại sang cho cô ấy một rổ thức ăn. Khi cô ấy mang thức ăn sắp xếp gọn gàng vào bếp, thì phát hiện dưới đáy rổ có một phong bì. Trong phong bì có một xấp tiền và tờ giấy. Hóa ra sáng nay bạn cô ấy đã đoán được ý đồ đến nhà của cô ấy. Nhưng vì sợ cô ấy xấu hổ nên đã dùng cách này để giúp cô ấy giải quyết vấn đề cần thiết trước mắt. Thực tế, ai cũng có nỗi khổ riêng. Khi chúng ta nhìn thấy nỗi khổ của họ, tốt hơn hết là lựa lời, hoặc đừng nói ra thì hơn. Những người có EQ cao sẽ không bao giờ đặt đối phương vào tình huống xấu hổ. Như Hoàng Bột đã nói, có đôi lúc cái gọi là EQ cao thực chất là vì bạn không muốn làm tổn thương người khác mà thôi. Đối diện với khó khăn của người khác, đừng cười nhạo, cũng đừng lợi dụng cái khó của người ta mà mưu cầu trục lợi. Nhìn thấu mà không nói là cách hành xử thông minh, vừa giúp giữ thể diện cho người khác, vừa khiến con người bạn càng trở nên tỏa sáng, ánh sáng từ nhân phẩm cao cả. Biết người không bình là một loại tu dưỡng. Khi còn học cấp 3, tôi từng gặp một người bạn cùng lớp. Thú vui của cậu ấy mỗi ngày là ngồi lê đôi mách bàn tán về chuyện người khác. Chính vì vậy mà bạn cùng lớp dần tránh xa cậu ta. Một lần nọ, khi cậu ta đang quen thói cũ, đứng dựa hành lang kể xấu về người bạn khác, cùng lúc bạn học kia cũng đi ngang qua, sau khi nghe được liền dừng lại lớn tiếng nói: "Cậu nói giỏi như vậy, suốt ngày cứ xăm soi chuyện người khác rồi kể cho thiên hạ. Sao lúc kiểm tra không thấy cậu để ý tỉ mỉ như thế? Được vậy có phải thành tích đã bay thẳng lên trời rồi không?" Cậu bạn này vừa nói xong, học sinh đứng xung quanh không nhịn được liền bật cười lớn. Có câu nói rất hay: nếu không biết toàn cục, đừng vội bình luận. Nhưng thực tế nhiều người chỉ thường làm ngược lại. Đôi khi, họ coi sự xấu hổ của người khác thành một câu chuyện phiếm, cười đùa bừa bãi, nhưng lại không hề nghĩ đến hậu quả có thể gây ra cho người có liên quan. Quen đánh giá người khác dựa trên cách nhìn phiến diện chính là một sai lầm lớn. Vì như vậy khiến chúng ta trở nên thiển cận, chỉ luôn nhìn từ một phía. Thế nên trước khi nghĩ đến thiếu sót của người khác, tốt nhất hãy xem lại những việc mình đã làm. Bạn đã thực sự làm tốt chưa? Nếu câu trả lời là chưa, vậy hãy im lặng, cúi đầu bước đi trên con đường của riêng mình. Nói xấu người khác không giúp được gì cho bạn cả. Giống như câu nói của nhà văn Hàn Hàn: nếu không hiểu, hãy im lặng. Bởi vì bạn không bao giờ biết được thứ người khác trải qua là gì. Nếu đã không hiểu, vậy tốt nhất càng phải im lặng. Biết nhưng không phán xét không chỉ thể hiện sự tôn trọng với người khác, còn là cách biểu đạt trách nhiệm với bản thân. Biết nhưng không tranh giành là một loại trí tuệ. Tôi từng đọc qua một bài thơ, phần dịch nghĩa thế này: tôi nhìn thấy người trong thế giới mở miệng đều giảng đạo lý, tranh luận mãi càng không hợp lý. Tranh nhiều ở y ắc, tranh ít ở bạn. Nhưng cái nên tranh không tranh, cái không đáng lại đi tranh. Đa số người trưởng thành thường thích cạnh tranh nhau. Có người lấy đó làm động lực phát triển, có người lại lấy đó làm lý do chia rẽ. Nếu là người thông minh, tuyệt đối sẽ không tranh cãi như thế. Nhận thức bất đồng, càng tranh càng mâu thuẫn. Đẳng cấp khác nhau, khó mà thuyết phục. Kẻ mạnh không tranh bằng lời nói, nền tảng chiến thắng của họ là hành động. Thế nên, thay vì lãng phí thời gian tranh cãi vô nghĩa, tốt hơn hết bạn nên giữ vững tâm thái, luôn là chính mình và thấu rõ bản thân cần nên làm gì. Người có nội tâm kiên định trong lòng sẽ không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, bởi vì họ biết cuộc đời này thứ gì mới là quan trọng. Như Shakespeare đã nói, lưỡi của bạn giống như một con ngựa đang chạy nhanh. Nó chạy quá nhanh thì sẽ cạn kiệt sức lực. Thay vì đợi cho đến khi tình huống không thể cứu vãn được, nảy sinh trong tương lai, tốt hơn hết là bạn nên rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Học cách nhìn thấu đáo mà không cần nói ra, để lại chút riêng tư cho đối phương. Học cách biết người nhưng không phán xét người, để nâng cao khả năng tu dưỡng của bản thân. Học cách biết sự thật mà không tranh cãi, để tập trung vào những điều quan trọng. 4. Sống phải có lòng biết ơn, nhưng không nhất thiết phải cong lưng cúi mình thái quá, chỉ cần làm điều này là đủ. Người thấu hiểu được sự biết ơn thường rất ít ghen ghét hay đố kỵ.
họ luôn có thể phát hiện những điều tốt đẹp ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng hơn là người biết ơn thường rất lương thiện. Tuy nhiên, biết ơn và trả ơn không có nghĩa là phải cúi đầu, khúm núm hay phục tùng bất kỳ ai. Trong xã hội phức tạp này, mỗi người đều có giá trị và nguyên tắc của riêng mình. Đã nhận ân nghĩa thì đương nhiên phải trả. Đây là đạo lý ngàn đời. Nhưng cho dù chịu ơn bất cứ ai, chúng ta không có nghĩa vụ phải phục tùng họ hay ra sức xu nịnh để lấy lòng. Hành vi này đã vượt quá giới hạn đạo đức, không chỉ đơn thuần là nhận ơn và đáp nghĩa. Chính vì vậy, trả ơn là điều nên làm. Trả ơn mà phải đánh mất cái tôi và sự tôn nghiêm của mình thì hoàn toàn không đúng đắn. Dù không nói ra, lòng biết ơn vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Có thể dễ dàng nhận thấy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay đang dần thiếu đi những lời biết ơn, cảm ơn. Nhiều quan điểm cho rằng điều này quá xến xúa và không cần thiết. Ngay trong những mối quan hệ thân tình, không ít người cho rằng việc đã là thân nhau nên không cần phải quá quan trọng việc thể hiện lòng biết ơn. Đa số chúng ta đều ngại nói lời biết ơn đến những người thương yêu bên cạnh vì cho rằng những gì họ làm cho mình đó là điều đương nhiên và cuộc sống đủ bận rộn rồi, nên chúng ta phải dành sự quan tâm cho những thứ khác. Biết ơn với người lạ, nhưng xa lạ với người thân. Con người chúng ta thật là dễ dàng nói biết ơn với người lạ, nhưng lại rất khó mở lời với người thân. Chúng ta có thể vô tư thoải mái cảm ơn, biết ơn những đồng nghiệp vì nhận được sự giúp đỡ trong công việc, biết ơn bạn bè vì đã giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Nhưng đã bao giờ bạn nhìn sâu vào đôi mắt của cha mẹ và nói rằng con biết ơn cha mẹ, người đã luôn tần tảo sớm hôm, nuôi bạn khôn lớn từng ngày? Bạn đã bao giờ nói lời biết ơn đến mẹ chưa? Người đã còng lưng gánh vác mọi khó khăn, cực khổ trên cuộc đời để bạn có cuộc sống như ngày hôm nay, bạn đã bao giờ nói lời biết ơn đến bố chưa? Hay người chồng trên, người vợ, Tào Khang đã luôn bên cạnh bạn, chia sẻ những khó khăn, ngọt bùi, từ lúc hai bàn tay trắng cho đến khi gây dựng sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, bạn đã nói lời biết ơn đến họ chưa? Người bạn thân đã luôn động viên đồng hành cùng bạn lúc buồn tủi mệt mỏi nhất hay những lúc vui vẻ hạnh phúc, bạn đã nói lời biết ơn tới họ chưa? Lòng biết ơn sẽ có giá trị khi được thể hiện ra bên ngoài. Biết ơn vì những thứ từ bé nhỏ đến lớn lao quanh mình để thấy cuộc đời đẹp hơn. Biết ơn một cách chân thành để những giá trị thiết thực cho cộng đồng được lan tỏa rộng khắp hơn. Mỗi khi chúng ta biết ơn một điều gì đó, những điều tốt đẹp đó sẽ tiếp tục quay trở lại. Con người phải học cách biết ơn. Biết ơn không phải việc gì khó khăn. Bạn chỉ cần thể hiện điều đó và dành những tình cảm tốt đẹp nhất đối với những người bạn yêu thương là đủ. Yêu thương chân thành, biết ơn hóa hành động. Mỗi chúng ta đều ấp ủ những lời biết ơn nhưng mà thật khó để nói ra. Thông qua việc khuyến khích mọi người chia sẻ những điều khiến họ cảm thấy biết ơn, dù là nhỏ nhất đến với những người thân yêu của mình, hãy hành động để thể hiện lòng biết ơn ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Người sở hữu 7 năng lực này mới mạnh mẽ thật sự, sống trọn từng phút giây, hạnh phúc đến mức ai cũng ngưỡng mộ. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.